Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức: Trọng Hiếu được bố chăm sóc trong hậu trường. Giọng ca sinh năm 1992 luôn có bố đồng hành khi đi diễn. Tối ngày 13 tây tháng 3, Trọng Hiếu đến tham dự trình diễn với tư cách khách mời tại đêm bán kết của The Remix 2016 diễn ra ở nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ, quán quân Việt Nam Idol được bố đi cùng để chăm sóc và chuẩn bị trang phục. Trọng Hiếu tỏ vẻ phấn khích và hào hứng khi được trình diễn tại một chương trình lớn. Đêm qua, anh thể hiện bài hit Em là bà nội của anh trong bộ phim cùng tên. Bên cạnh giọng hát, anh gây ấn tượng bởi phong cách trình diễn thoải mái tự tin của mình. Sau khi đăng quang Việt Nam Idol, giọng ca quốc tịch Đức khá đắt xô, đi diễn nhiều nơi. Tuy nhiên, anh vẫn được bố chăm sóc từng chút một. Trong ảnh, Trọng Hiếu chụp ảnh cùng giám khảo Dương Khắc Linh. Soobin Hoàng Sơn là đại diện duy nhất của giới Underground trong top 5. Do đó, anh chịu nhiều áp lực để có thành tích tốt. Nhu Phước Thịnh đang được mở rộng đường để lên ngôi quán quân năm nay. Các phần thi của nhóm luôn được đánh giá cao cùng lượt bình chọn dẫn đầu. Chàng bắp Ngô Kiến Huy giữ tinh thần thoải mái trong đêm bán kết, nhóm của anh phải dừng chân. Team của Hương Tràm được đánh giá ngang sức ngang tài với đội của Nhu Phước Thịnh. Mai A đi đến top 4 của The Remix là một bất ngờ lớn. Bà mẹ một con vượt qua nhiều đàn em để tiến sâu hơn dự đoán của khán giả. Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh vừa bận rộn với việc tuyển sinh The Voice Kids mùa thứ tư, vừa chuẩn bị cho The Remix đang bước vào giai đoạn nước rút. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những tin tức sao Việt mới nhất từ chúng tôi.